Cảng Ly mừng năm qua đắc lộc, Đăng Cúc chúc năm mới phát tài. Nhận được sự tín nhiệm và quan tâm của quý đối tác khách hàng trong suốt năm vừa qua, công ty cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang sẽ luôn tiếp tục nỗ lực để mang đến những dịch vụ với chất lượng tốt nhất trong năm mới. Hy vọng thời gian tới, công ty cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang sẽ được đồng hành cùng quý đối tác và khách hàng trong các dấu mốc quan trọng. Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, công ty cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang kính chúc quý đối tác và khách hàng tân niên phúc lộc khởi vừa dạ, xuân mới tài danh khởi thỏa lòng. Công ty cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang xin chúc mừng năm mới.